Xin chào mừng tất cả các em. Thầy rất vui khi mỗi tuần trôi qua lại được gặp các em trong giờ học âm nhạc. Thầy chúc các em cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Trước khi tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng khởi động theo bài hát Chú Voi Con ở bản Đôn. Các em thân mến, vừa rồi các em khởi động với bài hát Chú Voi Con ở bản Đôn. Các em hãy hát và ghi nhớ bài hát này nhé. Và đến với nội dung của bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng bước vào tiết học số 28, học bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan, nhạc và lời Lưu Hữu Phước. Qua bài học ngày hôm nay, các em cần đạt được một số yêu cầu sau. Các em hát theo đúng giai điệu và lời một của bài hát. Các em biết hát kết hợp với gõ đệm và vận động phụ họa. Các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, tinh thần đoàn kết yêu thương bạn bè theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Và để đạt hiệu quả cao trong giờ học thì các em cũng cần chuẩn bị một số đồ dùng học tập như thanh phách và tập bài hát lớp 4. Trước khi đi vào học bài hát thì thầy mời các em cùng tìm hiểu đôi chút về tác giả Lưu Hữu Phước. Ông sinh năm 1921 và mất năm 1989, quê ở huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước có rất nhiều những ca khúc tiêu biểu như Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch, Lên Đàng và nhiều ca khúc khác. Với thiếu nhi, ca khúc tiêu biểu là Gieo Vang Bình Minh, Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan. Ông đã đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Sau đây, thầy mời các em cùng nghe bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan. Khi nghe thì các em chú ý lắng nghe, đung đưa nhịp nhàng theo bài hát để cảm nhận nhịp điệu bài hát này nhé. Ngàn dặm xa con nhà này nhân kết đoàn.
Vừa rồi các em đã được nghe bài hát Thiếu nhi Thế giới Liên Hoan. Bài hát Thiếu nhi Thế giới Liên Hoan được viết ở nhịp 24. Tính chất, sắc thái, nội dung của bài hát vui tươi, sôi nổi. Nội dung của bài hát thể hiện tinh thần đoàn kết của mọi người và mong ước cuộc sống hòa bình trên khắp nơi trên thế giới. Sau đây, thầy mời các em cùng đọc lời ca của bài hát này. Thầy chia bài hát thành hai đoạn, đoạn 1 và đoạn 2. Đoạn 1 gồm có các câu 1, 2, 3, 4 và đoạn 2 gồm các câu 5, 6, 7, 8. Để học bài hát này, sau đây thầy mời các em học từng câu của bài hát. Với mỗi câu của bài hát, thầy giáo sẽ đàn giai điệu, sau đó chúng ta sẽ hát theo giai điệu của đàn. Sau đây, thầy mời các em học hát câu 1. Thầy mời các em cùng đến với câu hát số 2. Ở câu hát số 2, các em lưu ý từ giới chúng ta có luyến. Thầy mời các em cùng hát câu hát số 2. 2, 1. Sau đây, thầy mời các em cùng ghép câu hát số 1, câu hát số 2. Các em nghe giai điệu câu hát số 1, câu hát số 2 lại một lượt. Hai, một. Tiếp theo, thầy mời các em cùng hát câu hát số 3. Xin mời các em hát. Tiếp theo, thầy mời các em cùng đến với câu hát số 4. Xin mời các em cùng hát. 2, 1. Mời các em ghép câu hát số 3 và câu hát số 4. Cùng hát 2, 1. Mời các em đến với câu hát số 5, em nghe giai điệu. Từ thế có luyến, các em lưu ý nhé. Mời các em cùng hát câu hát số 5. 2, 1. Mời các em đến với câu hát số 6. Mời các em hát câu 6. 2, 1. Mời các em ghép câu hát số 5 và câu hát số 6. Tiếp theo, thì mời các em cùng ghép câu hát số 7. Các em nghe giai điệu câu hát số 7. Hai, một. Sau đây, các em học hát câu hát số 8, mời các em nghe giai điệu. Mời các em hát câu hát số 8. 2, 1.
Mời các em ghép câu hát số 7 và câu hát số 8. Các em nghe lại giai điệu câu hát số 7 và câu hát số 8. Các em thân mến, như vậy là vừa rồi các em đã hát ghép các câu trong bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan. Đây, thầy mời các em cùng ghép cả bài hát này nhé. Để bài hát thêm sinh động hơn, thầy hướng dẫn các em hát kết hợp với gõ đệm theo nhịp của bài hát này. Những chỗ thầy giáo đã đánh dấu ở trên màn hình, các em dùng thanh phách gõ đệm. Sau đây, thầy hướng dẫn các em hát kết hợp với vận động cơ thể theo bài hát này. Chúng ta có 4 động tác. Động tác 1, các em dậm chân phải. Động tác 2, dậm chân trái. Và động tác thứ 3, búng tay phải. Động tác thứ 4, búng tay trái. Những điểm thầy giáo đã đánh dấu trên màn hình thì các em sẽ cùng thực hiện nhé. Lần lượt chân phải, chân trái, tay phải và tay trái. Xin mời các em cùng thực hiện nào. Các em thân mến, như vậy là thầy trò chúng mình cùng tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiết 28, học bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan. Qua bài học này, giáo dục các em tình yêu thương nhân ái đối với các bạn bè thiếu nhi trên khắp thế giới và tinh thần đoàn kết yêu thương bạn bè theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu. Thông qua bài học này, thầy hy vọng các em có những trải nghiệm thú vị với môn âm nhạc của mình. Ở nhà, các em hãy giữ gìn sức khỏe, vâng lời ông bà, cha mẹ cùng thực hiện tốt thông điệp 5K và ghi nhớ bài học ngày hôm nay bằng cách xem lại video thầy đã hướng dẫn nhé. Hẹn gặp lại các em trong giờ học âm nhạc lần sau. Xin chào tạm biệt.